như vừa lấy ở trên máy mình gỡ khoảng chắc khoảng 15 16 cái ứng dụng về dọn rác rồi là tăng tốc, không hề làm cho máy của chúng ta tăng tốc lên nhé, mà sẽ làm cái tác dụng ngược lại là làm cho máy của chúng ta bị chạy chậm đi, đơ lát. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ đi khắc phục cái con điện thoại Samsung Galaxy Note 8 này. Nó bị đơ nát, chạy chậm nhá. Và các bạn để ý nhá, nguyên nhân chính là do có quá nhiều những cái phần mềm, ví dụ như là đây, những cái phần mềm mà dọn rác hoặc là những cái phần mềm tăng tốc điện thoại nhá. Chính những cái phần mềm này là nguyên nhân khiến cho máy của chúng ta bị chạy chậm, đơ nát đó. Ngoài ra còn nguyên nhân ví dụ như là bộ nhớ điện thoại của các bạn bị đầy. Con này thì mình đã kiểm tra thì bộ nhớ của nó còn trống khá là nhiều nhá. Đây nhá, mình kiểm tra bộ nhớ cho bạn coi này. Đây lưu trữ đây. Đây bộ nhớ trống còn khá là nhiều này, còn 26,7GB cơ. Nhưng mà khi mà mình ra đây thì mình nhìn có rất nhiều đó, liên tục nổi lên những cái thông báo của những cái ứng dụng này nó hiện lên nhá, của những cái ứng dụng tăng tốc hay là dọn rác này. Các bạn để ý này, liên tục có những cái thông báo của những cái ứng dụng này nhá. Thì bây giờ mình sẽ khắc phục cái lỗi do những cái ứng dụng này, thì mình sẽ gỡ những cái ứng dụng này đi nhá. Đây nhá, ví dụ ở đây có cái trình dọn rác thông minh này, mình cũng sẽ gỡ đi nhá. Mình sẽ gỡ cài đặt này. Đó, mình đã gỡ cái ứng dụng này đi rồi. Exit này, exit này. Các bạn để ý này, một loạt những cái ứng dụng này. Vừa mình gỡ một ứng dụng rồi nhá. 2, 3 này, 4 này, 5 này. Sang đây xem nào, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14 này. Đó. Con này thì mình thấy khoảng 14, 15 cái ứng dụng dọn rác rồi là tăng tốc. Mình sẽ gỡ hết những cái ứng dụng này đi nhá. Đây, cái ứng dụng Z Cleaner này mình cũng sẽ gỡ đi này. Đó, mình cứ chọn là exit nhá. Exit này, exit này. Thoát này. Vì bỏ này. Thoát này. Đó, rồi cái ứng dụng là diệt virus tăng tốc này mình cũng sẽ gỡ đi nhá. Quá nhiều những cái ứng dụng này. Mình lại chọn đấy. Khi mà mình gỡ một ứng dụng nào ra thì tất cả những cái ứng dụng dọn rác hay là tăng tốc này nó sẽ hiện lên này. Đó. Các bạn cứ chọn exit rồi thoát cho mình nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ dọn cái ứng dụng đây, Cleaner Master này. Mình cũng sẽ gỡ cài đặt đi nhé. Rồi, như vậy là mình cũng đã gỡ khoảng 4 ứng dụng rồi nhá. Mình tiếp tục gỡ đi này. Cleaner Master này, mình sẽ gỡ cài đặt này. Nó gỡ xong thì một loạt những ứng dụng dọn rác rồi là tăng tốc còn lại thì nó sẽ hiện lên những cái thông báo như này. Các bạn cứ chọn cho mình là exit rồi thoát đi nhá. Rồi đây, dọn dẹp thần tốc này, mình cũng sẽ gỡ đi nhá. Đây ứng dụng mobile này, các bạn để ý nhá, nó có biểu tượng cái chổi này. Đa phần những cái biểu tượng cái chổi thì đều là những cái ứng dụng dọn rác này. Đây nhá, mình tiếp tục gỡ cái ứng dụng này đi này. Đó, các bạn nhìn chung chung là nó có cái biểu tượng cái chổi này nhá. Các bạn cứ thoát hết cho mình. Đây này, ứng dụng này nữa này. Rồi, ứng dụng này này. Quá nhiều luôn. Ứng dụng này này. Đó, đây ứng dụng này nữa này. Chính những cái ứng dụng này là nguyên nhân khiến cho điện thoại của chúng ta nhiều lúc là đơ nát nhá. Đó, đây các bạn để ý này, còn rất nhiều luôn. Đây ví dụ như đây là ứng dụng vừa dọn rác vừa tăng tốc này. Đó, các bạn để ý có hình tên lửa phi lên này. Tất cả những cái ứng dụng mà có cái chổi như này đều là những dụng dọn rác nhá. Mình sẽ gỡ hết đi. Đó, cơ bản là như vậy. Ví dụ những cái ứng dụng mà không cần thiết thì các bạn có thể là xóa đi. Ví dụ như này cái ứng dụng đây, ứng dụng VIP 52 này. Đó. Mình sẽ gỡ cái ứng dụng này đi này. Thank you.
Đây trình dọn dẹp nhanh này, mình cũng theo gỡ đi xem này. Đó, cơ bản là mình đã gỡ hết đi rồi nhá. Như vừa lấy ở trên máy mình gỡ khoảng chắc khoảng 15 16 cái ứng dụng về dọn rác rồi là tăng tốc, không hề làm cho máy của chúng ta tăng tốc lên nhá, mà sẽ làm cái tác dụng ngược lại là làm cho máy của chúng ta bị chạy chậm đi, đường lag. Ok, các bạn chỉ cần làm như vậy thôi là điện thoại của các bạn sẽ nhanh hơn nhá. Và mình sẽ dừng cái video này tại đây. Như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là khắc phục được cái tình trạng điện thoại của chúng ta khi mà bộ nhớ của chúng ta còn trống khá là nhiều, nhưng mà có quá nhiều những cái ứng dụng dọn rác hay là tăng tốc khiến cho máy của chúng ta chạy chậm đơ nát nhá. Rồi mình sẽ dừng cái video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé.